Lee Sang Jun, chồng quốc dân xứ Hàn, IQ khủng lại thêm nhân cách vàng nhưng tuổi U50 vẫn độc thân. Được mệnh danh là người chồng quốc dân, người đàn ông mọi cô gái đều mong muốn được ở bên cả đời. Nhưng ở tuổi 42, Lee Sang Jun vẫn chưa tìm được cho mình một bóng hồng hoàn hảo sau những cuộc tình dang dở. Không sở hữu ngoại hình vạn người mê như Chung Woo Sung, vẻ ngoài sắc sảo như Choi In Sung hay gương mặt không tuổi như Lee Jong Wook, nhưng có lẽ chính vẻ ngoài hiền lành ấm áp của Lee Sang Jun lại là thứ vũ khí giúp anh chiếm được trái tim của hàng triệu cô gái, đặc biệt là những mọt phim tình cảm lãng mạn của xứ sở kim chi. Được biết đến là người chồng quốc dân với tài sản bỏ túi là nhiều vai diễn để đời hay lượng fan hâm mộ hùng hậu, nhưng ít ai biết rằng cuộc sống của Lee Sang Jun dường như không mấy phẳng lặng, êm đềm như nụ cười ngọt ngào của anh. Trong cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp, nam diễn viên đều gặp không ít trắc trở. So với nhiều bạn diễn cùng lứa, anh có bước tiến thiếu may mắn trong sự nghiệp diễn xuất. Hai lần công khai tình cảm thì đều nhận về một kết thúc buồn, để rồi vẫn lẻ bóng ở tuổi 42. Chồng quốc dân 10 điểm cả nhân cách lẫn tri thức. Đất nước Hàn Quốc vốn nổi tiếng với hệ thống khoa bảng vô cùng áp lực và khắc nghiệt. Người bình thường đã phải cố gắng nỗ lực để có một tấm vé vào đại học, thì đối với nghệ sĩ, việc theo đuổi con đường học vấn lại càng khó khăn hơn. Vậy nhưng Lee Sang Jun lại là một trong số ít diễn viên Hàn Quốc trúng tuyển vào đại học Seoul, nơi được mệnh danh là Harvard của Hàn Quốc, nơi mà chỉ những người có thành tích học tập xuất sắc nhất xứ Kim Chi trong mỗi mùa thi tuyển mới có thể được nhận vào. Bất ngờ hơn khi số điểm đầu vào lên tới 370/400, một con số quá ấn tượng. Anh cũng thuộc nhóm nghệ sĩ thông minh nhất showbiz Hàn với chỉ số IQ lên tới 137. Tuy nhiên phút 89 vẫn chưa phải chiến thắng, vào được đại học danh giá là thế, nhưng Lee Sang Jun lại mất tới 13 năm để có được tấm bằng tốt nghiệp với ngành vật lý. Lý do cho khoảng thời gian dài đằng đẵng để tốt nghiệp là vì nam diễn viên liên tục bị gián đoạn bởi công việc đóng phim và quy định nhập ngũ bắt buộc. Kết quả là anh phải hoãn vài năm học, mãi đến khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất thì Sang Jun mới chính thức hoàn thành con đường học vấn của mình. Nhiều khán giả cảm thấy nể phục bởi sự nỗ lực hoàn thiện việc học của anh, dù anh hoàn toàn có thể lựa chọn bỏ ngang để tập trung cho công việc. Ngoài học lực tốt, Lee Sang Jun còn nổi tiếng bởi đời tư không tì vết. Trong suốt 18 năm làm nghề, nam diễn viên chưa bao giờ để khán giả phải thất vọng về nhân cách của mình. Không scandal, không mượn chuyện tình cảm đời tư để lăng xê tên tuổi là những gì mà khán giả biết về Lee Sang Jun. Gia tài phim ảnh đáng ngưỡng mộ, cần được mọi dạng vai. Dĩ nhiên, để tồn tại được với nghề diễn thì năng lực diễn xuất vẫn là điều tiên quyết. Theo học ngành vật lý ở trường đại học, vào làng giải trí với vai trò người mẫu, nhưng Lee Sang Jun lại thuyết phục khán giả nhờ diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên, ở những năm đầu nghiệp diễn, Lee Sang Jun lại khá chật vật với các vai phụ ít đất diễn, không thể giúp anh khẳng định năng lực. Chỉ đến năm 2010, khi đã có cho mình gần 10 bộ phim, nam diễn viên mới bắt đầu gây chú ý với vai diễn trong TV series Home Sweet Home bên nữ hoàng gợi cảm Kim Hee-soo. Cũng chính nhờ vai diễn này, anh được đề cử và chiến thắng giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất khi đã ở tuổi 30. Cùng năm đó, sự nghiệp của Lee Sang Jun nổi lên như diều gặp gió khi sánh đôi bên người đẹp nam Sammy trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp. Đỉnh điểm năm 2012, Lee Sang Jun trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên ăn khách nhất khi sánh đôi cùng Lee Bo Young trong Con gái của bố. Hình ảnh người chồng hết mực yêu vợ, người con hiếu nghĩa và người đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm trong bộ phim giúp nam diễn viên được bình chọn là người chồng quốc dân dù chưa chính thức kết hôn. Mất 6 năm để khán giả nhớ mặt đặt tên, con đường nghệ thuật của Lee Sang Jun ngày càng rộng mở. Với nỗ lực bền bỉ, anh dần khẳng định bản thân khi đảm nhận những vai nam chính với những màu sắc khác biệt. Loạt phim nổi danh của anh phải kể đến như Vị khách VIP, Angel Eyes, Seconds, Twenties, Chuyện tình sân bay, Lời thì thầm. Tình duyên lận đận, ngoài 40 vẫn là quý ông độc thân. Trải qua 18 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Lee Sang Jun được xếp vào top nam thần độc thân quyến rũ của màn ảnh Hàn. Ở tuổi ngoài 40, nam diễn viên từng công khai hai mối tình, đối phương đều là những mỹ nữ sở hữu nhan sắc nước tiếng trong showbiz Hàn. Tuy nhiên, cả hai cuộc tình của Lee Sang Jun đều có một điểm chung, đó là khoảng thời gian hẹn hò không quá một năm. Mỹ nhân đầu tiên sánh bước với Lee Sang Jun là Nam Sammy, một nữ diễn viên sở hữu diện mạo xinh đẹp và tài năng diễn xuất tuyệt vời. Cô thường xuyên được dịp sánh đôi cùng các tài tử nổi tiếng xứ Kim Chi. Lee Sang Jun và Nam Sammy gặp nhau trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp năm 2010 và nhanh chóng nảy sinh mối quan hệ phim giả tình thật. Hiệu ứng từ thành công của bộ phim càng giúp cho cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của fan. Đặc biệt, mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, Lee Sang Jun và Nam Sammy không ngại nắm tay nhau và chia sẻ về mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, sau một năm mặn nồng, cả hai tuyên bố đường ai nấy bước với lý do muôn thuở, lịch trình bận rộn. Chuyện tình chấp nhoáng của cặp đôi trai tài gái sắc màn ảnh Hàn khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. 4 năm sau chia tay, Lee Sang Jun gần như không vướng tin đồn tình ái nào, trong khi Nam Sammy đã yên bề gia thất vào năm 2015. Cô kết hôn với một doanh nhân và hạ sinh con gái đầu lòng cùng năm đó. Sau một thời gian dài lẻ bóng, Lee Sang Jun lần thứ hai công khai chuyện hẹn hò với ca sĩ Yui, cựu thành viên nhóm nhạc After School vào tháng 5 năm 2016. Cặp đôi được đánh giá là xứng đôi vừa lứa khi cùng sở hữu vóc dáng chuẩn mẫu, ngoại hình lý tưởng cùng tài năng diễn xuất tốt. Vốn có tiếng là người cẩn trọng trong chuyện tình cảm, với lần thứ hai công khai yêu đương, nhiều khán giả đã nghĩ đến một kết thúc viên mãn, một đám cưới trong tương lai gần của cặp đôi. Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng yêu đương, cuộc tình của Lee Sang Jun đứt gánh giữa đường, vẫn với lý do quen thuộc của giới nghệ sĩ, không tìm được tiếng nói chung do lịch trình công việc dày đặc.
Trải qua hai cuộc tình dang dở, Lee Sang Yoon tiếp tục đặt bản thân vào hàng ngũ những quý ông được khao khát nhất xứ Hàn khi chưa có thêm cho mình một bóng hồng nào. Nam tài tử ngậm ngùi chia sẻ, tôi nghĩ rằng mình bản thân đang thấm mệt bởi tôi cứ suốt ngày làm việc. Bố mẹ và mọi người xung quanh tôi đều kết hôn vì họ đã có tuổi, nhưng tôi thật sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Rất có lỗi với bố mẹ khi phải nói thế này, nhưng tôi nghĩ việc sống một mình cũng không tệ lắm.